Thế nên là phải đặt đâu vào đấy đấy, nó không có phải lấy bút bút khác phấn muốn đánh dấu chứ. Vẽ này dễ mà đúng không? Vẽ đẹp đấy. Trang một cái giấy đi để đây, mẹ sợ có cái bàn đấy không lau được mà mẹ. Xem con mèo nó xinh à, con nào thì xinh. Chỉ con mèo cái này chỉ màu đen này, mũi hồng nhá. May mà vẽ bằng acrylic và len khô. Ok, ok đâu. Ok, qua bên su, su. Ok đâu. Nào, cẩn thận không nhầm. Trên được hết đi rồi. Wearing paper case. Su đâu? Su. Color. Dre, su. Được. Ngon phải biết là C E. Ô, không wearing ở biết mỗi thế này, còn thiếu chữ wearing rồi. C wearing an orange shirt. Sao lại thế như này? C wearing